Người khổng lồ này nhốt cô gái trong một chiếc lồng củi, hắn lâu ngày không ăn thịt trong suốt 300 năm, nên hắn chuẩn bị kéo cô gái ra làm món nướng gác bếp. Cô gái hoảng sợ cầu xin lòng vị tha, hết cách cô nàng nói rằng trong nhà tôi còn 300 con cừu non tơ. Chỉ cần thả tôi ra chắc chắn tôi cho người kéo hai xe chở đàn cừu béo đến tặng cho ông. Ok con dê, người khổng lồ thấy cuộc trao đổi này rất đáng giá, thế là hắn nhanh chóng gỡ bỏ chiếc lồng đó. Cô gái nhìn thấy anh ta đã bị lừa, nhanh chóng bỏ chạy. Người khổng lồ ngây thơ đứng ở ngoại ô chờ đợi suốt 3 ngày 3 đêm, nào ngờ chỉ gặp một nữ chiến binh mạnh mẽ đang khiêu khích. Người khổng lồ hít một hơi thở sâu vào, cảm thấy trong lòng bực bội khiến hắn nổi giận, thế là hắn nâng lên chiếc búa nặng ngàn cân đập xuống đất một cách dữ dội. Nhưng chỉ gãi ngứa cái mông của nàng mà thôi. Khi hắn tấn công lần nữa, đột nhiên cô nàng tung chưa tuột quần bóp dái khiến hắn xấu hổ gục ngã. Điều đó như một sỉ nhục với kẻ một mắt. Bây giờ hắn chỉ có thể nằm dài trên đất lăn lộn khóc lóc thê thảm. Sau khi nữ chiến binh nói một câu nặng lời, nàng đưa con em lên ngựa bỏ đi. Nữ chiến binh mạnh mẽ này tên là Senna. Sau khi Senna trở về làng, Senna chôn giấu bộ đồ chiến binh được thiết kế vừa quả rú. Lúc này cô nàng trở nên nữ tính hơn. Chưa kịp thả rông hàng họ, đột nhiên một nhóm binh sĩ lao tới chuẩn bị bắt những người dân trong làng về làm vợ bé. Các thôn nữ nghe tin mà run lên vì sợ, họ chỉ biết thu mình lại. Thời điểm cấp bách, Senna bước tới ửn rú lên, thằng cắt đầu moi cầm hung khí đe dọa. Nào ngờ cô nàng giành háng đá vào mồm hắn mấy cái, thấy vậy đồng bọn lập tức lao lên, thế là cô nàng phi tới túm lấy mũi giáo thực hiện cú đá ngả bàn đèn. Trong tích tắc quân lính nghèo ngả dạ, một chọi 100 là bất khả chiến bại. Những người lính không thể đánh bại Senna nên chúng bắt những cô bé yếu ớt. Vì cố gắng giải cứu cô nàng bị quân lính bao vây, thằng cắt đầu moi chuẩn bị đưa nàng về Tây Thiên, nhanh như cắt Senna lấy vũ khí ra khỏi hố chống đỡ. Tay còn lại ném chiếc vòng na cha cắt đôi từng thanh kiếm của kẻ thù, thấy có gì sai sai, thế là bọn chúng nhanh chóng bỏ chạy. Mặc dù lần này Senna đánh bại kẻ thù nhưng dân làng cảm thấy bất an, bởi vì họ đều lo lắng sẽ có ngày bọn chúng đến trả thù. Vào một ngày nọ, thằng cắt đầu moi đích thân ra mặt, hắn tuyên bố cắt hầu xé rú Senna. Nhìn cái mặt của hắn không chỉ mạnh mồm mà còn mạnh tay, trưởng làng suýt bị hắn cho ăn đấm vào mồm. Trong khoảnh khắc éo le, Senna lại khoác lên rú bộ đồ chiến binh ra mặt chống lại những kẻ thù hung hãn. Đầu moi đối mặt với cô nàng với thái độ khinh thường, để chứng minh sức mạnh hắn bay lên nóc nhà thể hiện bản thân. Senna nhìn thấy điều này, tinh thần chiến đấu của cô ấy được khơi dậy. Vậy là Senna xuyên một tên lính, sau đó cô nàng dẫm lên đầu hắn bay lên xà nhà. Trên đó đang diễn ra cuộc chiến giữa một cô gái và một thằng lưu manh dưới sự chứng kiến của người dân trong xóm. Một vài thằng lính tiểu nhân chờ thời cơ ra tay, nếu thằng đầu moi bị đánh bại quân lính lập tức bắn lén. Sau nhiều giờ giao đấu, Senna kiệt sức rơi xuống phía dưới. Thế là đầu moi lợi dụng thế thắng, hắn nghiến răng cắn lợi vung giáo. Không ngờ cô nàng đang giành háng kẹp được hung khí giành được lợi thế. Biết mình thua, đầu moi chơi bài chuồn hắn dẫm lên đầu người dân bỏ chạy. Thấy vậy Senna nhảy xuống đuổi theo. Sau nhiều giờ bị hai người đè đầu cưỡi cổ, khiến bệnh thoái hóa cuộc sống của người nông dân vô tình khỏi bệnh một cách thần kỳ. Cuối cùng cô nàng đè đầu moi nằm chèm bẹp như một con rán. Mặc dù kẻ này cực kỳ hung ác, những vụ hấp diêm hay mất chó đều do quả đầu moi gây ra, nhưng Senna vẫn quyết định tha mạng cho hắn. Những kẻ âm binh phía sau muốn giúp thủ lĩnh báo thù, chúng nó tính dùng ám khí sát hại cô nàng, nào ngờ đầu moi vung tay cho đàn em về gặp ông bà ông vải. Chỉ vì đầu moi không muốn mắc nợ đàn bà dù chỉ là một ân tình, lúc này Senna nhận ra bản thân mình đã gây rắc rối cho người dân một lần nữa. Vì vậy nàng và em gái rời khỏi ngôi làng nơi họ đã sống nhiều năm. Khi đi ngang qua một ngôi làng khác lại gặp phải một nhóm lính hung hăng khác. Chứng kiến bọn chúng đang bắt người khắp mọi nơi về làm vợ, cuộc đời lắm bất công khiến máu sục sôi trong lòng. Thế là cô nàng rút kiếm ra chiến đấu cho hai thằng phía sau ăn hành, cuối cùng đánh bại những kẻ chuyên phá làng phá xóm, đánh đến khi nào khiến bọn chúng không còn răng mà ăn hỏng. Thế nhưng một đứa trẻ bên cạnh gặp nguy hiểm, Senna bị một cung thủ bắn trúng vào ngực khiến nàng văng xuống ngựa, rất may được một người dân tốt bụng đưa cô ấy về nhà chữa trị. Sau khi cho nàng ấy nằm xuống, anh chàng nhanh chóng cởi chuồng và rút mũi tên trên cơ thể, sau đó dùng một vật dụng đang đốt nóng nhanh chóng cắm vào vết thương để khử trùng khiến cô ấy ngất trên giàn quất. Sau nửa tháng nghỉ ngơi, Senna dần dần hồi phục. Kể từ đó người dân nơi đây đã yêu quý nữ chiến binh dũng cảm này. Vì vậy chàng hy vọng nàng có thể ở lại đây chung sống, thậm chí họ còn mua cho cô ấy một chiếc váy rất đẹp. Khoảnh khắc Senna mặc váy trông đẹp làm sao. Một suy nghĩ chợt thoáng qua, Senna muốn có một mái nhà và những đứa trẻ đang mơ màng, bọn giặc cỏ lại vác xác đến. Thế là nàng ấy lập tức xé váy cho việc giành háng. Không thể chịu nổi thêm giây phút nào nữa, Senna lao tới tấn công kẻ thù. Sau khi dẹp loạn, cô ấy nhận ra nếu ở lại chắc chắn sẽ làm tổn thương người dân vô tội. Vì vậy Senna quyết tâm rời khỏi ngôi làng này với đôi mắt đẫm lệ. Lúc này Senna và em gái lại dấn thân vào một cuộc phiêu lưu không có hồi kết. Trên đường đi họ vô tình nhìn thấy em bé bị bỏ rơi bên sông. Cô em gái tràn đầy tình thương muốn nhận em bé làm con nuôi, nhưng Senna không muốn mang theo vì nàng có nhiều kẻ thù. Cuối cùng vì lòng nghĩa hiệp, Senna chấp nhận cho em gái mang theo. Khi họ tới một ngọn đồi, hai chị em thấy một nhóm cướp đang bắt nạt một cô gái trẻ. Senna không thích nói nhiều, trực tiếp ném ra chiếc vòng na cha. Những tên cướp ngay lập tức sợ hãi kéo quần bỏ chạy. Hóa ra người phụ nữ này chính là hoàng hậu. Đứa trẻ này chính là con của cô ấy, bởi vì trong tay cô ấy có một chiếc hộp ma thuật Pandora có giá trị vô cùng lớn. Chỉ vì điều đó mà cô ấy bị người khác truy sát. Khi họ đến một nhà hàng để dùng bữa lại bị chủ quán nhắm đến. Một lát sau đám lính xông vào giật chiếc hộp thần khiến Senna vô cùng tức giận. Nếu mày không muốn mất cô, hãy nói ra danh tính thằng cầm đầu. Lời nói này buộc ông chủ phải tiết lộ kẻ chủ mưu cướp hộp ma thuật.
Nguyên nhân là em trai của vua luôn thèm khát kho báu hoàng gia nên đã bắt đầu săn lùng hoàng hậu. Đêm đó, Senna cải trang lẻn vào cung điện của hoàng tử giả làm gái thoát y. Nhìn thấy người đẹp, đương nhiên hoàng tử ngất ngây con gà tây. Vua của hoàng tử chỉ thích những cô nàng cá tính như trên màn hình, thế là hoàng tử hớn hở bế nàng về phòng ngủ, đặc biệt thay cho nàng một bộ váy thật đẹp chuẩn bị hoàn tất lễ cưới vào tối nay. Không ngờ Senna tiễn hắn về gặp ông bà ông vải ngay trong đêm tân hôn. Cuối cùng Senna tìm thấy chiếc hộp Pandora trong căn phòng bí mật. Để cảm ơn Senna, nhà vua quyết định trao tặng chiếc hộp thần kỳ. Sau cùng hai chị em dùng nó để mở cửa kho báu. Nhưng chị em họ không quan tâm đến vàng bạc châu báu, họ kiên quyết vứt bỏ những bảo vật để tiếp tục lên đường loại trừ cái ác. Người khổng lồ cao 18 mét nâng cỗ xe nặng vài tấn bằng một tay. Vợ của hắn cũng có thể nhặt hàng trăm kg đá chỉ bằng một tay. Đã lâu lắm rồi gia đình ba người của họ chưa có thịt cho vào mồm. Giống khổng lồ chuẩn bị vào làng bắt vài người dân làm món nướng xiên. Cô bé này thật là dũng cảm, cô ấy đầy can đảm bước ra đối đầu với người khổng lồ. Không ngờ gã khổng lồ há cái mồm thối ra trực tiếp thổi cô bé bay ra xa. Thấy em gái bị bắt nạt, Senna lao ra ngăn cản. Sau vài lời thách thức, người khổng lồ nâng cao chân rộng 2 mét lên hắn muốn dẫm nát người dân. Thế là dân làng chạy toán loạn, gã khổng lồ vạm vỡ với mỗi bước chân đi giống như một trận động đất. Nếu lỡ may ai đó vướng vào đôi chân của hắn chắc chắn sẽ nát như tương. Lúc này Senna cố gắng chạy vào nhà để thoát khỏi sự truy đuổi. Thật bất ngờ người khổng lồ đập nát bức tường dày nửa mét chỉ với một cú đạp. Senna không có cơ hội chống trả với một kẻ khủng khiếp như vậy. Bây giờ mọi người lấy hết sức chạy càng xa càng tốt. Người ta nói rằng người khổng lồ có thể chạy 100 mét chỉ với một sải chân. Chẳng mấy chốc hắn đã đuổi kịp. May mắn thay Senna và em gái kịp trốn trong hầm trú ẩn kiên cố. Người khổng lồ nhìn thấy điều này, hắn chỉ có thể đưa vợ và người cha già về hang. Người vợ tốt bụng hy vọng thằng chồng không nên làm tổn thương những người dân vô tội. Nhưng cái bụng của gã chồng đói không chịu được, đột nhiên hắn ngửi thấy mùi của những đứa trẻ. Thế là hắn tóm họ vào hang mà không nói một lời. Hắn muốn làm món bánh mì kẹp thịt cho bữa ăn hôm nay. Người cha già cho rằng thằng con này quá tàn nhẫn. Vì vậy, ông thuyết phục thằng con trời đánh này buông bỏ những đứa trẻ tội nghiệp. Không ngờ thằng con bất hiếu đấm vỡ mồm cha già. Sau khi Senna nghe thấy tiếng động nhanh chóng lao vào giải cứu bọn trẻ, hai cha con người khổng lồ có một cuộc đấu tay bo đang diễn ra sôi động khiến cái hang bất ngờ rung chuyển dữ dội. Senna lợi dụng cuộc chiến nảy lửa nhanh chóng giải cứu những đứa trẻ thoát khỏi thú dữ. Lúc này thằng con đang nắm được vật nhọn tiễn cha già lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Đôi vợ chồng đói khát nhẫn tâm chén cha già ngay sau đó. Sau khi Senna giải cứu bọn trẻ, cô ấy quay trở lại hầm trú ẩn. Không ngờ dân làng làm bẫy cho Senna vào dọ. Lý do là những đứa trẻ vừa rồi hóa ra đám dân đen muốn hiến tế cho người khổng lồ. Họ lo lắng gã khổng lồ sẽ tiếp tục trả thù ngôi làng. Hết cách, họ buộc dâng tế Senna cho gã khổng lồ mồm thối. Ngày hôm sau, hai bố đời nhốt Senna vào xe củi. Đây là món quà đặc biệt cho gã khổng lồ. Trên đường đi, bọn chúng chợt nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ. Khi họ tiến đến gần xem xét, vô tình nhìn thấy một vài người khổng lồ đang ngồi trên bãi cỏ phơi nắng. Thế là dân đen nhanh chóng kéo xe tới nộp mạng. Người khổng lồ nhìn qua hắn phát hiện Senna trên xe đã bỏ chạy, khiến hắn tức giận đến mức dùng nắm đấm biến hai bố đời nằm chèm bẹp. Người vợ tốt bụng cầu xin chồng không nên thịt họ, nhưng người chồng đáp nếu không ăn thịt chúng ta chắc chắn sẽ chết đói, bởi vì tất cả động vật trên núi đều bị dân làng ăn thịt. Sau khi thoát thân, Senna quyết chơi tất tay với người khổng lồ. Cô ấy bàn với em gái làm mồi nhử nhưng chàng trai bên cạnh bất bình không đồng ý. Vì hai người khổng lồ đó lớn gấp 10 lần những người bọn họ gặp trước đây, cuối cùng cô em gái vẫn mạo hiểm vào hang người khổng lồ. Đúng như dự đoán, cô em gái bị nhốt vào lồng. Người khổng lồ mấy ngày không ăn thịt nên đưa cô ấy lên bếp. Khi chuẩn bị cho dầu vào chảo khiến cô ấy sợ hãi đến mức tè ra quần. Nàng nhanh chóng cầu xin lòng thương xót, hy vọng người khổng lồ có lòng từ bi mà thả cô ấy ra về. Nhưng lần này gã khổng lồ không dễ bị lừa. Đúng lúc này Senna đến giải cứu kịp thời, kẹp tay người khổng lồ vào bẫy lợn rừng ngoại cỡ. Người khổng lồ ngay lập tức mất quyền tự do di chuyển. Lúc này Senna cầm thanh kiếm một cách kiêu ngạo, nàng ung dung bước lên bắp tay của hắn, chuẩn bị tiễn em nó về Tây Thiên Thỉnh Kinh. Vợ thấy chồng gặp nguy hiểm, bà vợ sử dụng chiêu trò giả vờ đau khổ. Senna có một phút mềm lòng nên quyết định cho họ một con đường sống. Không ngờ gã khổng lồ lại phát điên đập vỡ cái bẫy, dùng nắm đấm to vật vã suýt chút nữa đẩy Senna xuống địa ngục. May mắn thay, cô nàng thoát khỏi kiếp nạn bằng kỹ năng phi thường. Lúc này người chồng quay lại nhắm vào cô em gái trên bếp, nhặt hòn đá nặng 2 tấn chuẩn bị giáng xuống. Trong thời điểm thừa chết thiếu sống, Senna tấn công từ phía sau hạ gục tên khổng lồ. Sau đó cô em gái lấy ra một câu thần chú bắt đầu niệm chú. Người khổng lồ ngay lập tức hóa thành đá. Sau khi chinh phục được người khổng lồ, hai chị em tiếp tục lên đường tiêu diệt cái ác. Trên đường đi lại xuất hiện một người khổng lồ nặng 80 tấn bị xích vào đá, bên cạnh có một ổ trứng sắp nở. Senna rất sốc khi leo lên vách đá, nàng nhìn thấy 6 quả trứng chim cao hơn con người đang nằm trên tổ. Cô ấy nín thở cẩn thận bước qua khoảng trống, lo sợ chim con bất ngờ nở ra tấn công. Đột nhiên có tiếng vụn vỡ ở bên cạnh, một móng vuốt màu đen nhô ra từ vỏ trứng, hóa ra những đứa con của quỷ phục kích ẩn mình vào quả trứng. Cuối cùng tất cả bọn chúng lộ diện, thấy sức mạnh của Senna, người khổng lồ trên tảng đá sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Rất may Senna phát hiện ra tổ trứng kịp thời tiêu diệt một đám quỷ trong vài giây, không ngờ lại xuất hiện một con đại bàng siêu to khổng lồ từ trên trời bay xuống. Thế là cô nàng Senna bị nó bắt đi bay lên trời, để tự cứu lấy chính mình nàng ấy chỉ có thể buộc đôi chân của nó bằng một sợi dây. Đại bàng há miệng chuẩn bị thưởng thức con mồi, đúng lúc Senna sút thẳng vào mỏ, cứ đòi ăn là bị ăn sút, quá đau đớn con đại bàng hét lên một tiếng rồi buông móng vuốt ra.
May mắn thay Sena trói cơ thể mình bằng dây thừng từ trước, nếu không bị đập nát thành từng mảnh. Lúc này nó đã bị con người kích động khiến nó điên cuồng vỗ cánh đưa Sena về phương Tây xa xôi. Phía trước là vách núi cao hàng nghìn mét khiến cô ấy bị ném mạnh vào vách đá treo leo. Sau đó nó tiếp tục vỗ cánh bay tới một vách núi khác. Nhanh như các cô nàng lộn ngược và bám vào cổ con đại bàng, rút kiếm ra xuyên thấu vào điểm chí mạng của nó khiến đại bàng lập tức phát ra một tiếng gầm vang trời. Sena nhanh chóng ném thanh kiếm trong tay xuống cắt đứt chính xác sợi xích trong tay gã khổng lồ. Cũng là lúc Sena mất kiểm soát rơi tự do. Phía dưới là một chàng trai trẻ đẹp trai khoai to đang chờ sẵn. Chàng ôm lấy vẻ đẹp này bằng đôi tay phong trần, người khổng lồ bị mắc kẹt cũng lấy lại được tự do và đứng dậy. Vậy là cô nàng Sena cuối cùng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Nhưng cô ấy biết mình vẫn còn một nhiệm vụ phải hoàn thành, thế là nàng ấy lại dấn thân vào một cuộc phiêu lưu vô danh khác cùng đứa em gái. Bộ phim đã đến hồi kết, tên phim mình để dưới phần mô tả hoặc ghim dưới phần bình luận. Các bạn lên Google tìm kiếm. Hãy ủng hộ kênh bằng những lượt like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye!